Để theo lời yêu cầu của các anh chị ở Phan Thiết và Phan Rang thì Trần Lê cũng xin cố gắng để đáp lại cái lời yêu cầu của các anh chị. Thật ra giờ này nó cũng đuối rồi. Đêm lành qua, sao em không về chung lối? Đèn bàn tay xoa mái bờ vai. Đêm lành qua, sao đường về chia hai? Mà ngần ngừ ngã sẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau. Có lẽ nào lần nữa chút thương đau tay nhau sao không lời hỏi. Em chẳng chờ rất ngu muội mà anh một đời vã phiêu anh chẳng ta chẳng vỡ mãi nên hồn còn bằng xa. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày soi đá cũng còn nhau. Đêm lành qua, sao em không về chung lối? Đèn bàn tay xoa mãi bờ vai. Đêm lành qua, sao đường về chia hai? Mà ngần ngừ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau. Có lẽ nào lần nữa chút thương đau chia tay nhau sao không lời họ hẹn. Em chẳng chờ rất ngu muộn màng anh một đời vã phiêu anh chẳng tàng chẳng vỡ mãi nên hồn còn băng xa. Có lẽ
ngày, một ngày rồi đã cũng cần nhau. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu, tặng một ngày rồi đã cũng cần nhau.